mình cũng đã gặp vài trường hợp là có bạn đã nuôi chung được hai loại đàn với nhau, nhưng mà các bạn lưu ý với mình là khi mà các bạn nuôi chung cá vàng với cá koi á, thì các bạn phải lưu ý đó là kích thước của cá vàng và cá koi nó phải gần giống nhau. Có nghĩa là các bạn chỉ có thể nuôi chung cá vàng với cá koi được khi mà cá koi ở kích thước nhỏ, khi mà nó còn nhỏ. Khi mà cá koi dần lớn lên rồi, kích thước của nó dần trở nên lớn lên thì bạn phải tách nó ra và tuyệt đối không được nuôi chung cá vàng với cá koi. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn vì sao bạn không nên nuôi chung cá vàng với cá koi, và nếu nuôi chung thì bạn cần phải lưu ý điều gì. Khi mà chia sẻ vấn đề này với các bạn không chỉ giúp các bạn tránh khỏi những điều không mong muốn và bản thân mình còn chút được không ít gánh nặng nữa. Mình vốn là đã muốn nói với các bạn rằng xin các bạn đừng có nuôi chung cá vàng với cá koi nữa, nhưng mà để nói với các bạn như vậy thì mình cũng phải cần tìm hiểu một tí xíu về đặc tính sống của cá koi, vì sao không nên nuôi chung và có trường hợp có thể nuôi chung được hay không, bởi vì chính bản thân mình cũng đã gặp những cái trường hợp mà các bạn có thể nuôi chung được rồi, để mà có thể rút ra được những cái kinh nghiệm và những cái lưu ý cho các bạn. Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nuôi cá vàng nha.